xuống thẳng thì khỏi cào, mấy anh kia vẫn phải cào hết. Trời ơi hả, không ý là đầy lỗ ngồi rồi mới cào. Không, kia là mấy anh kia cào biết à. À cào biết à, anh làm cái này là nó đỡ cào đó, là ít ít thì ăn cào hơn. Ông làm muối, ông làm mai đẹp quá, chưa lắng bóng hậu giờ mới thấy. Làm mai á, hậu giờ mới thấy làm mai đẹp á. Mai kia làm mai ghê lắm, cầm 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 cầm. Làm mai chưa lắng bóng rồi. Cái này làm nó nhàn hơn. Đỡ vất vả luôn. Tụi lô nó hiệu quả hơn mấy thằng kia đó, thằng cháu đó, nghĩa đó, mấy nghĩa tụi lô của tôi sao nó cúng được, thằng này nó cúng nó được, nằm nằm bao rồi, thôi, bây giờ tại sao tôi phải vứt cái kia ra, tôi phải bỏ nhông vô là vậy, hả? Tay khác vô, người ta có thấy, à, xa là tao không. Làm máy là phải đi ngọt ngay vậy mới được.